với tầm nhìn trở thành thương hiệu tin cậy số 1 trong lĩnh vực phân phối bất động sản. Bằng niềm đam mê, tâm huyết, kinh nghiệm thực chiến tích lũy của mình, anh Cù Xuân Toản, tổng giám đốc công ty, đã đưa con thuyền Seabed ngày một tiến xa hơn, khẳng định được thương hiệu Seabed dần rõ ràng hơn trên thị trường. Trên hành trình ấy, không thể không nhắc đến những cộng sự tin cậy, năng lực và sự bền bỉ đồng hành cùng Seabed. Được thành lập vào năm 2017, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Seabed định hướng phát triển không chỉ là một hệ thống, mạng lưới phân phối sản phẩm bất động sản hiệu quả, mà còn hướng đến trở thành một đơn vị trực tiếp tư vấn hoạt động đầu tư các thương vụ chuyển nhượng bất động sản có giá trị lớn, mang lợi ích an toàn và bền vững cho khách hàng, đối tác. Trải qua 5 năm hoạt động, khẳng định vị thế của mình, Seabed đã đạt được nhiều thành tích tốt trong việc triển khai bán hàng và các giải thưởng với những con số tiêu biểu. Giai đoạn 2017-2018, Seabed đạt doanh số gần 2.500 tỷ, vượt target. Giai đoạn 2018-2020 tiếp tục bứt phá bảng hàng với kết quả bán hàng nổi bật. Năm 2021-2022, Seabed khẳng định được vị thế trong thị trường bất động sản, trở thành top 3 đại lý xuất sắc nhất. Đồng tiền điện tử Bitcoin thị trường đã giảm xuống ngày hôm nay dưới mức 30.000 đô la Mỹ, dòng vốn trên thị trường bất động sản có dấu hiệu tăng nóng. Trong khi đó, thì giá lúa mì tăng 56%. Đỗ Anh Dũng, chủ tịch hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc tập đoàn Tân Hoàng Minh. Trước những khó khăn thử thách, Seabed đã tự làm mới mình để thích nghi với những thay đổi như vũ bão của thị trường bất động sản và ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh và thời cuộc. Với kỳ vọng thay đổi để thành công, Seabed đã quyết tâm vượt qua mọi thách thức, tiếp tục cùng nhau tạo nên những chiến tích mới. Seabed duy trì một phong cách làm việc giao tiếp, mang đậm bản sắc nhân văn, luôn xây dựng một bầu không khí doanh nghiệp, thể hiện rõ giá trị cốt lõi của công ty, chính trực, chuyên nghiệp, hiệu quả, sáng tạo, nhân văn. Một ngôi nhà thứ hai gần gũi, thân thuộc với tất cả các thành viên trong công ty. Seabed là một tập thể trẻ trung, năng động, gắn kết, đầy đam mê và bản lĩnh. Sau tất cả, chúng tôi luôn bên cạnh bạn vì một Seabed vững mạnh hơn. Chúc mừng sinh nhật Seabed cho 5 tuổi. Sinh nhật công ty 5 năm tuổi, cá nhân tôi xin kính chúc ban lãnh đạo cùng toàn thể anh em trong công ty luôn luôn có một sức khỏe tốt, kế hoạch kinh doanh đã đề ra. Seabed đồng lòng đâu ngại khổ, cái gì thì có đáng kể chi. Cổ động phong trào cùng nhau chốt, tầm nhìn công bạn càng tiến lên. Chúc anh em Seabed rất nhiều lý khủng. Chúc cho Seabed thêm tuổi mới, phát triển bền vững, đột phá thành công. Chúc mừng sinh nhật Seabed, chúc cho Seabed mỗi ngày đều tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Chúc mừng sinh nhật Seabed, chúc công ty chúng ta luôn có được sự tín nhiệm cao của khách hàng và đạt được nhiều doanh thu. Em chúc cho công ty ngày càng khẳng định được tên tuổi, thương hiệu, vị thế và sự uy tín của mình trên thị trường bất động sản nói chung. Cho Seabed luôn đi đầu và phát triển mạnh mẽ. Chúc Seabed ngày càng phát triển mạnh mẽ, là chỗ dựa vững chắc cho anh em của công ty, là lựa chọn uy tín của mọi khách hàng, là sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng. Chúng tôi rất vinh dự và tự hào khi được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào sự thành công của Seabed. Chúng ta sẽ cố gắng hơn nữa và làm tốt nhiệm vụ của mình. Mừng sinh nhật Seabed, bước sang tuổi thứ 5. Chúc cho Seabed thật khỏe, vững và máu hơn nữa. Và cũng chúc cho sếp Toản tiếp tục giữ vững tay chèo với một cái đầu lạnh, một trái tim ấm và mãi giữ vững cái niềm đam mê lớn. Chúc mừng sinh nhật Seabed. Chúc mừng sinh nhật Seabed. Thay đổi, bứt phá, làm chủ tương lai.